Xin chào tất cả các anh chị. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các anh chị cái cách để các anh chị có thể tạo ra một cái fanpage chuẩn SEO. Và bởi vì là cái nền tảng của chatbot này nó sẽ được tích hợp cùng với fanpage và các anh chị sẽ cần phải có một cái fanpage trước, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ vào lại Facebook của mình, vào Facebook của mình đúng không ạ? Và sau đó thì các anh chị sẽ nhấn vào cái chữ tạo ở đây này. Mọi người sẽ thấy có chữ trang ở đây, thấy không ạ? Tạo trang. Đấy, bấm vào tạo trang. Nếu các anh chị không thấy nó xuất hiện ở đây thì nó sẽ nằm ở trong cái ô hình tam giác đi xuống này, anh chị sẽ thấy là nó nằm ở trong đây, nó sẽ có một cái phần là tạo trang. Thì đa phần thì nó sẽ nằm ở góc này, đúng không ạ? Đa phần nó sẽ nằm ở góc này, các chị sẽ bấm vào chữ tạo này, sau đấy chọn là tạo trang, được chưa? Đó. Thì ở trong này nó sẽ có hai cái để cho em lựa chọn, một là doanh nghiệp hoặc thương hiệu, hai là cộng đồng người của công chúng, thì tất cả nó đều bằng tiếng Việt cả, nên là chúng ta làm nó rất là dễ. Để tạo trang này anh chị chỉ làm khoảng độ 2-3 phút là xong được một cái trang luôn, nó đơn giản vô cùng. Thì nếu như các anh chị làm thương hiệu cá nhân thì các anh chị có thể là chọn ở phía bên tay phải. Còn nếu các anh chị là sản phẩm thì anh chọn phía bên tay trái. Mình sẽ ví dụ các anh chị là chúng ta sẽ lựa chọn là tạo một cái fanpage cho sản phẩm, ví dụ như là sản phẩm mỹ phẩm, đúng không ạ? Thì nó sẽ bấm vào cái chữ bắt đầu ở phía này, được chưa? Tên trang của anh chị thì chúng ta sẽ làm để cho nó chuẩn SEO. Chuẩn SEO có nghĩa là gì? Tức là khi khách hàng họ search thì họ tìm kiếm ở trên Facebook thì nó giúp cho chúng ta dễ hiển thị hơn. Có nghĩa là gì ạ? Khi ví dụ khách hàng họ tìm kiếm là mỹ phẩm cao cấp chẳng hạn thì nó sẽ cái tỷ lệ nó xuất hiện thì hiện ra cái trang của chúng ta nó sẽ nhiều hơn. Thì các anh chị sẽ nhập cái tên trang theo cái cấu trúc như sau. Đầu tiên đó là gì ạ? Các anh chị sẽ nhập cái từ khóa, tức là nhập cái sản tên của cái sản phẩm của mình, từ khóa đúng không ạ? Từ khóa này cộng với một cái tính từ và cộng với thương hiệu, được chưa? Thì chúng ta sẽ làm cái tên của mình theo cái cấu trúc này. Ví dụ mình sẽ làm nhé, ví dụ như là mỹ phẩm thiên nhiên, được chưa? Đó là cái từ khóa, là cái từ mà khách hàng họ sẽ search ra, đúng không? Ví dụ mình dùng cái từ tính từ là cao cấp, VP chẳng hạn, tên thương hiệu là VP Beauty, được chưa? Thì các anh chị sẽ làm cái tên trang nó như thế này, đúng không ạ? Ở chứa phần hạng mục này cũng như vậy, các anh chị có thể điền ví dụ như hạng mục tên của mình là ví dụ như là mỹ phẩm, thì các chị nếu nó xuất hiện ở đây sẵn thì các chị sẽ tích vào đây làm đẹp mỹ phẩm, được chưa? Các chị sẽ nhập cái địa chỉ của nhà mình vào hoặc là văn phòng hoặc công ty của mình vào đây. Đó, được chưa? Mã zip, mã zip là cái mã bưu điện này, các anh chị có thể search, tuy nhiên các anh chị ở tỉnh Vĩnh Phúc chẳng hạn thì các anh chị có thể search ở trên Google là mã zip của Vĩnh Phúc thì nó sẽ hiện ra và các anh chị sẽ có được cái mã zip của 63 cái tỉnh thành Việt Nam. Anh chị chỉ cần tìm cái tỉnh thành của mình thôi, đấy, nó rất là nhiều đây. Ví dụ như mình tìm kiếm là Vĩnh Phúc chẳng hạn, anh chị sẽ thấy là nó xuất hiện luôn rồi. Ở đấy. Đấy, mọi người thấy không? Vĩnh Phúc là 15.000 đó, anh chị sẽ tìm kiếm và điền cái thông tin ở đó. Được chưa? À, Hà Nội, số điện thoại các anh chị có thể nhập vào không? Nếu anh chị không muốn nó hiển thị cái địa chỉ nhà các anh chị thì có thể tích vào đây. Được. Sau đấy bấm vào tiếp tục. Rồi. Thì lúc này các anh chị sẽ cần phải chuẩn bị một cái ảnh bìa và một cái ảnh đại diện cho cái trang của mình. Được chưa? Ảnh bìa thì nó sẽ có kích thước là hình vuông, anh chị sẽ chọn ảnh vuông nhé, tối thiểu là 200 x 200. Ví dụ mình sẽ chọn cái ảnh này đi. Ảnh bìa thì chúng ta sẽ có ví dụ như ảnh bìa hiển thị ở trên máy tính thì nó sẽ là 815 nhân với 300 815 nhân với là 320. Thì anh chị có thể là thiết kế một cái ảnh bìa với cái kích cỡ như vậy. Thì ở đây mình chưa thiết kế thì mình sẽ bỏ qua này. Sau này các anh chị sửa đổi đều được nhé. Cái trang fanpage nó cũng giống như trang Facebook của chúng ta, đều là chúng ta đều có thể thay thế được các cái hình ảnh nội dung hết. Thì sau khi các anh chị đã làm trong bước này rồi, tức là như vậy là các anh chị đã hoàn thành xong cái việc là các anh chị đã tạo xong một cái trang fanpage rồi. Bây giờ thì các anh chị sẽ cần phải tối ưu cái trang fanpage của mình. Các chị hình dung là cái trang fanpage này nó giống như là cái cửa hàng của anh chị vậy. Nó là giống như là cái giống như kiểu cái cửa hàng mình gọi là cửa hàng truyền thống của anh chị. Thì nó sẽ có tất cả những cái thứ hiển thị trong mắt khách hàng, nó sẽ là những cái để khiến khách hàng họ quyết định mua hàng hay không mua hàng. Thì anh chị sẽ cần phải làm nó rất là đẹp, rất là long lanh, đúng không ạ? Và tất cả nó phải đầy đủ hết tất cả các thông tin. Thì các anh chị sẽ ví dụ ở đây các anh chị thêm nút này, các anh chị có thể chọn là nút gọi để sau đấy các anh chị cho số điện thoại của mình vào, hoặc là nút về nhắn tin thì họ có thể nhắn tin cho các anh chị, đúng không ạ? Đấy, gọi ngay này, gọi ngay thì các anh chị sẽ nhập số điện thoại của mình vào,
gửi tin nhắn, mình hay rất là hay dùng gửi tin nhắn. Để bấm tiếp tục này, chọn là Messenger này, hoàn tất này, được chưa? Đấy, nó xuất hiện đây rồi, like cái trang của mình đấy. Sau đó thì anh chị sẽ vào phần giới thiệu nhé, mở rộng nó ra này, anh chị kéo xuống dưới ở phía bên tay phải, ở phía bên tay trái, ở phía trên tay trái thì anh chị ở cuối sẽ nhìn thấy có cái phần là giới thiệu, chị thấy không ạ? Giới thiệu này. Click vào cái phần giới thiệu này và sau đó các anh chị sẽ chỉnh sửa tất cả những cái thông tin ở đây, ví dụ như là thông tin chi tiết về doanh nghiệp này, ngày bắt đầu này, rồi số điện thoại này, rồi email này, rồi website này, chị sẽ điền càng nhiều thông tin chi tiết cụ thể thì cái khách hàng sẽ càng cảm thấy tin tưởng anh chị hơn. Trong cái phần tin của chúng tôi thì anh chị cũng sẽ giới thiệu với mọi người về cửa hàng, về doanh nghiệp, về shop của anh chị, thì anh chị sẽ điền tất cả những cái thông tin ở đây, được chưa? Và sau đó thì chúng ta sẽ tối ưu các cái nội dung ở trong cái trang fanpage của mình, ví dụ như là các cái thông tin bài đăng của chúng ta, vân vân. Rồi là chúng ta có thể mời tất cả những bạn bè của chúng ta họ like cái trang fanpage của chúng ta. Thì đó là cái cách để các anh chị có thể tạo ra một trang fanpage. Trong video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các anh chị cái cách để các anh chị tích hợp fanpage cùng với hệ thống về chatbot. Cảm ơn các anh chị và hẹn gặp lại các anh chị trong video tiếp theo.